Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị xén giải phân cách mở rộng mặt đường vành đai 3 dưới thấp đoạn Nghiêm Xuân Yêm Nguyễn Xiển. Theo đó thì dự kiến tổng mức đầu tư xén giải phân cách tuyến đường trên là hơn 31 tỷ đồng, diện tích thảm mặt đường lên tới gần 27.000 m2. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, giá trị xây dựng 1 m2 đường của dự án xén giải phân cách giữa mở rộng mặt đường của đường Nghiêm Xuân Yêm Nguyễn Xiển là thấp nhất trong các dự án trước đây đã thực hiện.